Xin chào các bác. Hôm nay cái cây phi điệp đua ngọn của em này, con này nó đã dài như này rồi. Và đang có một lụ trồi lên các bác. Bầu lắm. Đây. Cây này giới thiệu bác, cây này là cây không thắt ngọn. Nó sẽ cứ dài ra mãi thế các bác. Nó cứ dài ra, cái này cứ dài ra mãi thế. Nó dài đến tầm khoảng 3-4 mét thì nó sẽ đẻ con, và ở bên dưới này nó sẽ con khi mà nó mọc lên. Đây cây này, cái này không phải, cái này là nó bị mầm gốc này nó chết từ lâu rồi. Đấy. Gốc này là chết từ năm ngoái rồi. Đấy, cây này nó sẽ, đây mầm gốc mới năm nay nó sẽ sang năm nó sẽ đẻ ra. Đây, lá của nó xếp đứng như này lên này. Đây các bác này. Đấy, từ hồi phun thuốc đến giờ đến đây giờ nó lên được rất là dài. Đấy, một trong những dòng cây phi điệp không thắt ngọn. Sau này tầm khoảng 1-2 năm nữa thân thủ nó to dài, mà những cái cuộc đi thi cứ những cây nào đua ngọn mà to dài nhìn khủng khiếp hơn những cây bình thường là được giá, được giá trị các bạn. Thì được biến nhà nào cũng có nhiều. Cây này em bán 2 triệu này có này. Đấy, bây giờ đang có lụ bầu luôn, về các bác chơi hoa luôn. Nhìn bầu lắm. Thân này có thể cắt ra ươm kia được rồi. Tuy nhiên là em cũng không cắt đâu, cứ để đấy cho nó cuối năm cho mẹ nó khỏe. Đấy, cái phi điệp đua ngọn em bán với giá 2 triệu các bác nhá. Em cam kết chuẩn với các bác là đua ngọn, bởi vì cái kỳ này lúc cắt là nó lấy từ cây đua ngọn ra. Đấy. Mặt hàng thứ hai là những cây cát thanh lý. Đây. Cát thanh lý nhưng mà nó không phải là nó như nào mới thanh lý đâu. Cây đây. Đây là cát sổ. Rất nhiều mặt hoa. Đấy, cát này em thanh lý với giá là 70.000 một chậu. Các bác lấy từ 20 chậu thì giá sẽ rẻ hơn. Đây, số lượng cát thì em có rất là nhiều. Đây. Cát thì em treo bờ rào bờ rộng rất nhiều. Đấy. Một thời gian thuần thì nó cũng dễ, nó ổn định rồi. Cây dài phết rồi. Đấy, 70.000 một khóm này các bác nhá. Trong khoảng 3 tháng nữa nó sẽ ra hoa. Thôi em thanh lý trước cho nó gọn nhà. Đấy, thanh lý trước cho nó gọn nhà. Đấy, một chậu cát khoảng 5-6-7 thân như này. Đấy, đấy cát. Còn đấy, lâu lâu nó lại sổ ra một chậu nữa các bạn. Có cái thì màu đỏ, cái thì màu vàng, cái thì màu như này. Cát này cát bông to. Còn đây là một chậu phi điệp này. Một chậu phi điệp vào. Đây có một chậu phi điệp xanh sạch này. Đây bao giờ lấy chậu phi điệp xanh sạch này mới 300. Cả chậu luôn, nguyên cái chậu là hơn 100.000 đúng không ạ? Đấy, chậu phi điệp xanh sạch. Còn một giò kiếm lô hội nguyên bản này 50.000 này. To đùng luôn các bạn, kiếm lô hội nguyên bản 50.000. Đợt trước em lấy về không em thả vào cái giỏ nhựa. Không cho ăn cái gì đâu, cái này nó ăn gió ăn xương nó sống thôi. 50.000 thôi. Đấy, có vài cây em thanh lý cho gọn. À còn đây là cát lông heo xanh này. Lông heo xanh em thanh lý là 150 này có nghĩa. Đây là lông heo xanh. Đây là cát của Đài Loan. Cát Đài Loan thì nó đắt hơn, thường đắt hơn gấp đôi gấp ba so với cát của Thái Lan. Lông heo xanh của Đài Loan em bán là 150 một khóm. 150 một khóm. Còn đây là kiếm trắng tuyết ngọc. Tuyết ngọc thì vẫn bán là 600 một thân. Đây có nguyên một chậu 3 thân này, 1,5 triệu này có này. 3 thân sừng trâu. Cái này bác mua về đẻ thì nực lắm. 3 thân nó chỉ giá mới có 1,5 triệu thôi các bạn. 1,5 triệu là 3 thân. Đẻ khỏe lắm các bạn, giống này. Riêng về độ đẻ thì tuyết ngọc vô đối luôn. Tuyết ngọc với vàng cánh bầu. Còn đây có một chậu kiếm vàng Thái này. Kiếm vàng Thái nhưng mà nó bị chết gốc mẹ, cái con nó đẻ bé này. Cái này em bán 100 thôi. Đây, em đảm bảo các bạn là vàng Thái nhá. Đấy, 100.000 cho cái giò này, em trồng nó không lớn. Trồng 1 năm không lớn. 100.000 đây các bác chăm. Đây cát của em cứ giải rác đây. Chậu rất to đây, cái này cũng bắt đầu có mèo nhưng mà không biết là mèo lép hay mèo lổ đấy. Hay mèo xịt nữa. Còn đây là cái semi alifolium em bán là 900. Còn đây là semi lưỡi cam thẳng. Lưỡi cam thẳng là 700 một thân. Đây củ nó tròn đẹp lắm. Đấy còn mẹ con là 800. Semi lưỡi cam thẳng.
Còn vị hoàng sần, vị hoàng sần thì vẫn 700 thôi các bác nhé. Đây 700 một thân. Đây, đang nhú mầm. Đấy chỉ có 700 một thân thôi, đang nhú mầm. Vị hoàng sần. Còn tây linh là 1.8 triệu một thân. Đây một chậu đẹp này 1.8 triệu này các bác này. Đấy 1.8 triệu này. Còn đây là bọn em còn ít cánh bầu lưỡi hồng nữa, còn có 2 3 4. Đây có riêng cái khóm nhỏ nhất này 300 này. Còn lại đây là 400 một mẹo một con các bác nhá. Đây hai cái này 300. Hai cái này 300 một khóm, còn đây là 400. Đấy 400 một mẹo một con cánh bầu lưỡi hồng. Còn đây tây linh thì em có khóm này là 1.8 triệu này. Đấy. Một thân 1.8 triệu. Còn thân này là 2 triệu này. Đấy. Thân này hai thân 2 triệu. Còn đây là cây cây này là 3.5 triệu này. Hai thân một mầm. 3.5 triệu. Đấy thân tây linh khủng như này là 1.8 triệu này. Bên này là kiếm tiểu giang, tiểu giang cũng hết hoa rồi. Tiểu giang bán là 2.5 triệu thân này. Còn đây là cây biên móm vẹt này. Đấy. Nó ra đời con nó cũng biên luôn rồi. Nó một mẹ ba con 900. 900 mẹ ba con các bác nhé. Vị hoàng thì đây có những cái thân nhỏ nhỏ này thì chỉ có 1.5 triệu một mẹ một mầm nhỏ này. Thân nó cũng nhỏ làm giống 1.5 triệu mầm có. Còn xanh thái thì là 200 600. 600 một mẹ và một thành hai thân như này. Còn xanh thái lá sần thì là 200. Đây có chậu xanh thái sần 200. Đấy chậu lá sần này 200 này. Còn chậu lá láng này là 600. Hôm nay em chỉ có mấy loại kiếm đấy. Còn Flash Julia này thì 200 một thân. 200 một thân Flash Julia. Đây là mấy loại kiếm này em bán. Đây hình như đây cũng khá nhiều chậu tuyết ngọc. Khá nhiều chậu tuyết ngọc đẹp luôn. Bên ngoài này thì em còn ít đây kiếm thùy trơn cánh bầu gieo hạt này. Đấy cái này 50.000 thôi. Cái này cũng xanh sạch lắm. 50.000 một cây. Cây khá to. Còn tây linh lá sần là 700 một thân. Vị hoàng đây, đây có mẹ hai con, hai thân một mầm to là 5 triệu. Cây này thì đi ngọn nhanh lắm, đi mầm ác, giống này đẹp khỏe. Nên em giữ lại. Đấy, hôm nay em chỉ bán thế thôi. Giống cả các bác, các loại vật tư thì các loại vật tư trong nhà em vẫn có đầy đủ. Vật tư như là các loại phân thuốc, rêu rừng, rốn vụn này. Đấy, các loại phân bón này. Đây em còn ít chế phẩm M chuyên dùng cho rau quả, hoa quả này. Chế phẩm M 10.000 này. Đấy còn cái kích kỳ GK. Kích kỳ GK này em còn mấy lọ em bán 10.000. Và còn hai lọ Super Thai này thì bác nào lấy cả hai lọ là 100. Đây là Super Thai. Super Thai dạng cỡ nhỏ ấy. Còn đây là Ben Cola là 10.000 một lọ này. Đấy Ben Cola. Đấy, mấy cái đồ em thanh lý này gồm có cái chế phẩm M Ben Cola với cả cái Super Thai có hai lọ với cả cái kích kỳ GK. Đấy. Là mấy cái này em thanh lý đều là 10.000 một lọ hết. Còn N3M là 15.000. Các loại phân bón này là phân bón Gia này 25.000. Còn Atolic là 75.000 một hộp. Đây là siêu lân. Siêu lân 20.000 một gói. Đấy còn đây là các loại kích dễ cũng 10.000 thôi. Các loại kích dễ ở dạng gói này em đều thanh lý là 10.000 hết. Đấy, siêu lân này thì siêu lân 15g này thì 5.000 thôi. Rồi em còn các loại chậu nữa. Chậu từ phi 10, phi 10 là 1.200. Phi 12 1.500, các loại phi 14, 16, 18, 21. Rồi em cảm ơn các bác nhé.